sau thời gian dài cầm chừng, thậm chí là chạm đáy do tác động của dịch bệnh. Thời gian gần đây, giá các loại thịt, trứng gia cầm tại Nghệ An đã bắt đầu tăng. Tuy nhiên, nghịch lý là dù giá bán tăng nhưng nhiều trang trại lại giảm đàn. Cùng tìm hiểu nguyên nhân qua phóng sự sau đây. Anh Lý là một trong những hộ có trang trại gia cầm quy mô lớn ở thành phố Vinh. Với 4 chủng nuôi, trang trại của anh thường xuyên có hơn 10.000 con gà đẻ. Gần 2 tháng nay, trứng bán ra thị trường đã tăng 3 đến 4 giá so với trước. Thế nhưng anh vẫn quyết định bán đi 2.000 con gà đẻ và để trống một khu chủng nuôi. Thức ăn nó lên liên tục, có tháng lên 2 lần, 3 lần, nên nó lên cao quá ấy. Thì thua lỗ rồi cũng phải giảm. Theo các hộ chăn nuôi gia cầm, gần đây các chi phí đầu vào như giá giống, thức ăn, vaccine, vận tải đều tăng, nên dù giá bán có tăng từ 10 đến 12 giá, thì tính ra người chăn nuôi vẫn chưa có lợi nhuận nhiều. Đó là chưa kể những rủi ro do thời tiết và dịch bệnh. Hợp tác xã này bình thường vào giống khoảng hơn 360.000 con, thì năm nay số lượng chỉ đạt hơn một nửa. Đó cũng là tình trạng chung của nhiều trang trại khác. Giá dân bán như thế là một cân là 72 đến 75 nghìn một cân. Nhưng mà cái tác động của cái giá thức ăn cao rồi thì giá cổng cao, thế là người dân nó cũng có là cái lợi nhuận cũng rất là ít. Cám thì lên thường ngày mà gọi chung là cái giá cả như thế này thì cũng nhà chăn nuôi cũng không thể đáp ứng được, cho nên là khả năng cũng không dám tái đàn nữa. Tổng đàn gia cầm của tỉnh Nghệ An hiện có khoảng hơn 30 triệu con. Ghi nhận tại nhiều trang trại cho thấy, từ năm 2021 đến nay, tổng đàn đã giảm. Tuy nhiên, với tình hình hiện nay, thì nhiều chủ trang trại cũng đang cân nhắc việc đầu tư tái đàn để đáp ứng nhu cầu của thị trường, nhất là trong dịp cuối năm. Theo cái dự báo, thì sắp tới thì cái thị trường đó có thể là sẽ có nhiều thay đổi và có cái chiều hướng có lợi cho bà con, và có thể là tăng đàn trong cái thời gian tới. Điều mà người chăn nuôi mong muốn nhất là ổn định giữa đầu vào và đầu ra. Được như vậy thì dù là ít, họ cũng sẽ yên tâm tái đàn. Vì vậy, cần sự dự báo, định hướng kịp thời, hợp lý từ phía các cơ quan chức năng.